Dọc theo con đường Nguyễn Văn Cừ, vườn hoa tê sắc từng mùa là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách và người dân địa phương. Vườn hoa này mỗi mùa đều có những loại hoa khác nhau, rực rỡ cả một con đường. Hiện tại vườn hoa ánh sáng lại đang tê sắc bằng những bông mao địa hoàng nhiều màu sắc, thu hút nhiều du khách đến tham quan chụp ảnh. Hoa mao địa hoàng còn gọi là hoa chuông tím hay hoa chùm pháo. Cây mao địa hoàng xuất xứ từ miền Tây châu Âu, là một loại cây mọc thành những lùm cây nhỏ, cao khoảng 50cm, thân đơn trục thẳng. Ngọn cây có thể dài gấp 3 lần so với thân gốc, lá rộng hình lưỡi mác. Chính vì sự xinh xắn của cây và sự sặc sỡ của loài hoa mà chúng rất hay được trồng làm cảnh ở các nước phương Tây, tại các vị trí ven cửa ra vào. Ngày nay, du khách đến với Đà Lạt hoàn toàn có thể tham quan chụp ảnh cùng những bông hoa xinh đẹp này ngay tại vườn hoa ánh sáng. Và bạn đừng quên, trong vườn có những con đường nhỏ để bạn đi vào, có chỗ chụp ảnh mà không giẫm đạp lên hoa. Tại vườn hoa ánh sáng sẽ thay hoa theo mùa khi cây đã rộ bông. Vì vậy, bạn hãy nhanh chân đến tham quan vườn hoa mao địa hoàng đang rực rỡ trong sắc xuân trong những ngày này nhé.